Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo thứ tư, nắng nóng vẫn bao trùm từ miền Bắc xuống đến miền Trung. Trong đó khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến khoảng 38 độ. Còn khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên, mức nhiệt cao hơn 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tam đảo của Vĩnh Phúc là nơi lý tưởng để quý vị tránh nóng ở miền Bắc. Với độ cao hơn 900 mét so với mực nước biển, nên không khí lúc nào cũng dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở đây từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu không vượt quá 29 độ. Trời chủ đạo là nắng, mưa chỉ xuất hiện về chiều tối thứ tư và thứ năm nhưng rất nhanh. Tối và đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn khoảng 25 đến 26 độ. Thừa Thiên Huế ở Trung Bộ dự báo hoàn toàn nắng nhiều, không mưa trong dịp này. Mức nhiệt cao nhất ngày thứ tư và ngày thứ sáu ở mức nắng nóng là 35 độ, riêng ngày thứ năm thì cường độ nắng dịu hơn, nhiệt độ ở mức là 34 độ. Để tránh nắng nóng và tận hưởng khí hậu trong lành mát mẻ, quý vị đừng bỏ qua vườn quốc gia Bạch Mã. Đến đây, du khách còn có dịp khám phá rất nhiều loại động thực vật phong phú. Ở khu vực Nam Bộ thứ tư sẽ có mưa nhiều về chiều khi các nguồn ẩm hoạt động mạnh, diện mưa trải rộng khắp khu vực này và sẽ có những điểm mưa to lên đến 50mm để phòng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp. Bên cạnh đó, trong cơn dông, quý vị cần đề phòng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Thành phố biển Vũng Tàu trong thứ tư và hai ngày sau sẽ có nắng từ sáng đến chiều với mức nhiệt cao nhất là 31 đến khoảng 32 độ. Chiều tối trời sẽ chuyển mưa dông, sau mưa thì không khí dịu mát, nhiệt độ thấp nhất về đêm 26 đến 27 độ. Cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.